Ngày đầu làm dâu. Ngày xưa ngày xưa, một nhà quý tộc nọ có một người con trai đã đến tuổi thành gia lập thất, nhưng tính tình rất trẻ con và ham chơi. Xe ung đâu bà? Hôm qua đến giờ tôi không thấy nó đâu cả. Xe ung nó xin tôi sang nhà bạn chơi vài hôm rồi. Hôm qua bận việc quá cho nên tôi chưa kịp nói với ông. Bà cứ thế đấy, lúc nào cũng nuông chiều con. Nó là con trai duy nhất của gia tộc ta đấy. Nhưng bà nhìn xem, nó đã đủ sức để gánh phát cơ ngơi của chúng ta chưa? Chỉ biết sống trong ngọc ngà nhung lụa, kẻ hầu người hạ, chẳng biết lo lắng suốt ngày cứ rong chơi đây đó. Ông bớt giận để tôi lựa lời nói với con cho. Cái gì cơ? Bà còn phải lựa lời để nói cơ à? Sê Ung mà, con làm gì mà lén la lén lút ở đây thế hả? Con... Con vào phòng ta, ta có chuyện muốn nói với con. Vâng thưa cha. Con xin lỗi cha. Hôm trước con có báo kêu ông đừng rủ con đi chơi, vì con còn phải phụ gia đình mà cậu ấy cứ nặng nạt bảo con phải đi. Nếu con không muốn, chẳng ai có thể ép buộc con được đâu. Này cha và mẹ con quyết định sẽ kén vợ cho con đồng ý chứ? Gì cơ ạ? Kén vợ ạ? Đúng thế, thà nghĩ con đã đến lúc phải lập gia đình. Đó là cách để con có thể trưởng thành hơn khi phải tự mình gánh vác gia đình nhỏ của mình. Nếu cha mẹ đã quyết thì con xin làm theo. Con muốn có một người vợ như thế nào? Càng xinh đẹp càng tốt ạ. Chỉ cần xinh đẹp không thôi ư? Do cha mẹ quyết định ạ. Con nghĩ cha mẹ sẽ có cách nhìn người tốt hơn con. Con nói đúng đấy. Việc kén vợ cho con, ông tính sao hả? Sê Ung nhà ta còn khá non trẻ. Nếu lấy một người vợ không biết vun vén cho gia đình thì thật là không hay. Chúng ta nên tìm cho con một người vợ thật thông minh và lanh lợi, đảm đang để giúp con trai chúng ta học được cách tự lo cho cuộc sống. Hơn nữa là quán xuyến gia đình cũng như cơ ngơi về sau cho gia tộc này. Hôm sau, gia đình quý tộc Quan loan tin khắp làng rằng họ đang kén con dâu. Cô gái nào có thể chỉ với một thùng gạo mà nuôi sống được 3 người trong 3 tháng thì sẽ lập tức được chọn làm con dâu. Tôi phải báo ngay cho con gái tôi biết mới được. Cơ hội ngàn năm mới có một lần. Con gái của tôi mà được làm dâu nhà quý tộc kia thì cả họ được nhờ cơ đấy. Bà có vẻ tự tin về con gái của mình quá ha. Con gái nhà tôi vừa xinh đẹp lại giỏi giang. Con gái tôi không được chọn thì thôi, chứ làm sao mà tới lựa con gái của bà. Bà cứ chờ đó, tôi sẽ chứng minh cho bà thấy con gái của tôi biết tính toán. Chắc chắn với một thùng gạo, nó sẽ nuôi sống được 3 người trong thời gian nhà quý tộc Hiel yêu cầu đó. Bà đừng có mà mơ mộng, thử thách tôi chỉ là một phần thôi. Bà nên chớ quên rằng môn đăng hộ đối là điều tiên quyết đó. Tin nhà quý tộc Quan kén con dâu lan ra khắp mọi nơi. Tiểu thư các nhà quý tộc khác lũ lượt kéo đến, mong được trở thành con dâu. Những tiểu thư ấy toàn con nhà quý tộc giàu có danh giá, cho nên hoàn toàn môn đăng hộ đối. Xin mời tiểu thư Mi Ông nhà Sê Ông. Chào tiểu thư Mi Ông. Chắc có lẽ tiểu thư cũng đã nắm rõ yêu cầu thử thách nhà chúng tôi đưa ra. Dạ đúng như vậy thưa bà Tri Ông. Nếu tiểu thư đã nắm rõ yêu cầu, vậy chúng ta sẽ tiến hành việc thực hiện thử thách ngay hôm nay. Gia đình của chúng tôi sẽ cung cấp cho tiểu thư một người hầu nam, một người hầu nữ cùng với một thùng gạo. Cô hãy nuôi sống họ và chính cô trong vòng 3 tháng chỉ với thùng gạo này. Cảm ơn mẹ Tri Ông. Chờ con về nha, con chính là con dâu của mẹ đây. Chúc tiểu thư may mắn. Không ăn cơm được nhiều thì ta ăn cháo, nuốt vào đầy bụng sẽ no ngay ấy. Chuyện đơn giản thế cơ mà. 10 ngày sau. Tiểu thư ơi, chúng tôi sắp không còn sức lực nữa rồi. Trước mắt tôi bây giờ chỉ toàn là sao không à. Nhưng mà gạo chẳng còn là bao. Mặc dù tôi đã cố gắng tiết kiệm rất rất nhiều rồi. Hai người thấy đó, tôi có phụ
không có cháo, chỉ toàn nước thôi. Tôi phải làm sao bây giờ? Hay là chúng tôi báo tin về cho ông bà quan nha. Tiểu thư cũng đã cố gắng hết sức rồi. Dạ, con nghe quản gia thông báo tình hình là những cô gái ấy chẳng ai vượt qua thử thách đấy cả, thưa cha. Chuyện cũng bình thường thôi mà con trai. Dạ, chuyện bình thường là sao vậy cha? Một người lớn thì ít nhất một tháng cũng phải ăn một thùng gạo rồi. Dù có giảm tối đa khẩu phần ăn thì cũng không thể nào bằng một thùng gạo mà sống được qua 3 tháng cả. Thế nên những cô gái đến đây dù là ăn uống tằn tiện cỡ nào thì cuối cùng không chịu nổi, cũng phải giơ hai tay chào thua bỏ về thôi. Vậy mục đích của cha mẹ đưa ra thử thách này là gì, khi không ai có thể vượt qua cơ chứ? Cha mẹ nghĩ sẽ có cô gái ấy, bởi vì chỉ có cô gái ấy mới thật sự xứng đáng làm con dâu của nhà ta thôi. Hình như cha mẹ đang trêu đùa mình phải không ta? Ở một ngôi làng xa xôi, có một người nông dân rất nghèo. Ông ta có một cô con gái rất cần mẫn, nhưng vì gia đình quá nghèo nên không một ai muốn cưới cô cả. Con mời cha uống nước cho đỡ mệt ạ. Cảm ơn con, chị Yon. Thưa cha, con có chuyện muốn xin phép cha. Con cứ nói đi, cha đang lắng nghe đây. Chuyện là một nhà quý tộc ở làng bên đã nói rằng nếu cô gái nào chỉ với một thùng gạo mà có thể nuôi sống 3 người trong vòng 3 tháng thì sẽ được chọn làm con dâu. Con muốn đi thử một chuyến, cha cho phép con sang đó nha cha. Ta cũng có nghe nói tới chuyện đó. Nhưng bao nhiêu cô gái đến thử sức mà chẳng ai vượt qua được 1 tháng thì con làm cách nào mà sống nổi qua 3 tháng chứ? Xin cha đừng lo mà, hãy cứ tin và để con đi thử đi ạ. Cô gái rách rưới quê mùa kia đi mau đi. Nhà quý tộc của anh lừng lẫy, làm sao có thể chọn cô là con dâu được? Nhưng chẳng phải chỉ cần vượt qua thử thách là được rồi sao? Ôi trời ơi, cô nghĩ cô là ai thế? Biết bao tiểu thư con nhà quý tộc học thức cao rộng đến thực hiện thử thách đều phải chào thua, huống gì một người nghèo hèn thấp kém như cô. Cô mau đi đi, đừng có bơ bỏng nữa. Thưa ông quan, tôi là Chê Dông. Tôi tin rằng mình sẽ vượt qua được thử thách này. Thưa ông quan, hãy cho tôi vào thử sức đi ạ. Cô gái kia liệu có làm được gì không? Thôi thì cô ta có vẻ rất mong muốn được thử sức. Ta cứ cho cô ta vào thử xem sao. Ôi trời ơi, cô nấu cả lon gạo đầy thế kia ư? Ăn thế này thì đừng nói chi 3 tháng, chỉ sợ 10 ngày cũng không qua được đâu. Hai người không cần phải lo lắng đâu, cứ ăn uống no nê đi nha. Ngày thứ hai. Trời ơi, cô gái này chắc chắn không thể làm con dâu nhà quý tộc của anh được đâu. Đúng vậy, cô ta thật phung phí. Cứ tưởng cô ấy là con nhà nghèo thì phải biết tiết kiệm hơn những cô gái quý tộc kia chứ. Thế cũng tốt, nhanh hết gạo thì chúng ta lại sớm được về nhà. Ngày thứ tư. Mấy ngày qua, chúng ta đã ăn uống no say rồi, giờ chắc cũng khỏe khoắn và có sức để làm việc. Tôi và Inchi sẽ cùng ra vườn để trồng rau, còn anh Gion sẽ lên rừng đốn củi. Mỗi ngày cứ đốn một bó củi về đây, rồi chúng ta sẽ bán lấy tiền mua đồ ăn và lương thực. Cô xem, tôi vừa đi đổi một ít gạo để lấy chỗ hạt giống này đó. Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ có một vườn rau thật xanh tươi. Cô thật là liều lĩnh quá đó. Nếu tôi là cô, tôi sẽ không làm như vậy đâu. Cứ ngồi một chỗ thì dù tiết kiệm đến mấy, gạo cũng chỉ vơi đi chứ chẳng thêm được một hạt nào. Chỉ cần biết làm việc thì không những kiếm được tiền mà còn mua được gạo, có đủ thức ăn mà không còn phải lo lắng gì nữa. Thế là từ ngày đó, cả 3 người cùng chăm chỉ làm việc. 2 người phụ nữ thì trồng rau quả, còn người đàn ông thì lên rừng đốn củi về bán lấy tiền mua gạo. Cứ thế, họ không những đủ gạo ăn mà còn tích trữ được thêm. 3 tháng sau.
3 tháng đã qua rồi. Ta tới để xem tình hình thế nào. Chả nhẽ các người chỉ ăn hết một thùng gạo trong suốt 3 tháng qua ư? Ôi trời ơi, sao thùng gạo vẫn còn đầy nguyên? Các người không ăn gì sao? Dạ thưa ông, chẳng những thùng gạo ông cung cấp vẫn còn đầy nguyên, ba chúng tôi luôn được ăn uống no say đầy đủ. Mà cô Shiyon còn tích trữ được thêm một bao gạo to nữa ạ. Ôi trời ơi, cô gái, cô đã làm cách nào vậy? Dạ thưa ông, nếu không chịu làm ăn mà chỉ ngồi không rồi cố gắng tiết kiệm thì bao nhiêu tiền của cũng sẽ ăn hết thôi ạ. Cả ba người chúng con đã chăm chỉ làm việc để tạo thêm thóc gạo và tiền của đó ạ. Con chính là con dâu mà ta tìm kiếm bấy lâu nay đi mà. Ta sẽ lập tức cho tiến hành hôn lễ ngay. Thế là cô gái đã trở thành con dâu của gia đình quý tộc. Kể cả sau đó, khi đã sống trong giàu sang thì cô gái vẫn cứ làm việc rất chăm chỉ. Nhờ cô mà anh chàng công tử kia trở thành một người rất giỏi giang. Hai người vợ. Cô đi đi, tôi không muốn nhìn mặt cô nữa. Anh thật quá đáng. Đã thế tôi đi luôn cho anh xem. Ừ, có giỏi thì đi luôn đi. Anh. Trời đã sáng rồi sao? Mình ơi, mình ơi. Thôi chết, hình như tối qua mình có to tiếng với cô ấy. Cô ấy tức giận bỏ đi rồi thì phải. Tôi đây, cháo tôi vừa nấu đấy. Mình ăn rồi đi đâu thì đi. Mình, chẳng phải tối qua mình... Tôi định đi thật, nhưng nghĩ lại tại rượu chứ không phải tại mình, nên tôi thương tình ở lại đấy. Lần sau thì đừng có như vậy nữa. Tôi có nằm mơ không? Hôm nay sao mình lạ vậy? Ăn từ từ thôi, không nóng đó. Người là... Ta là thần tình yêu. Hãy nói ta nghe, làm sao con khóc? Con buồn vì vợ chồng con suốt ngày cãi cọ. Tối qua anh ta còn đuổi con ra khỏi nhà nữa. Đã là vợ chồng thì không tránh khỏi cãi vã và lỗi không thuộc về riêng ai. Nếu con còn yêu chồng thì hãy quay trở về và nói rõ mọi chuyện. Con cứ bỏ đi như thế này sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Ờ, thưa thần, thần nói đúng. Mình bỏ đi như thế này cũng đâu có ích gì. Mình ơi. Trời, sao tôi lại có hai người vợ thế này? Vớ vẩn, tôi mới là vợ của mình. Cô ta từ đâu tới đây chắc chắn là giả mạo rồi. Tôi mới là vợ của mình. Hôm trước tôi và mình cãi nhau, tôi giận quá mới bỏ đi. Cô ta lợi dụng lúc tôi vắng nhà đã biến thành tôi để lừa mình đấy. Anh nói đi. Ai là vợ anh? Tôi không biết. Hai người giống nhau quá. Tôi là thật, cô là đồ giả mạo. Tôi mới là thật. Chắc chắn một trong hai người có một kẻ là yêu quái. Nhưng sao gương thần của ta lại không nhìn ra được chứ? Thì ra là vậy. Phải xuống đó một phen thôi. Tôi mới là thật. Tôi mới là thật. Trời ơi là trời, ta có cách giúp các ngươi. Người là... Ta là thần tình yêu, đến đây để giúp các ngươi phân giải chuyện này. Thần tình yêu ư? Tuyệt quá. Thần có cách gì vậy? Hai người vợ này không thể phân biệt thật giả. Ngươi lại không thể cùng sống với cả hai. Ta sẽ chẻ ngươi ra làm đôi. Sao? Chẻ tôi làm đôi sao? Tuy ngươi phải chịu rất nhiều đau đớn, nhưng khi đó ngươi sẽ được sống với cả hai người vợ của mình. Không! À! Yêu quái, còn không mau hiện nguyên hình! À! Cảm ơn thần đã tiêu diệt yêu quái, giúp vợ chồng con được đoàn tụ. Việc yêu quái xuất hiện lần này cũng là do lỗi ở các ngươi. Các ngươi nên tự mình xem lại. Dạ, nghĩa là sao ạ? Con yêu quái đó sinh ra từ chính sự bất đồng và cãi vã của hai vợ chồng ngươi. Nhưng dù có giống cỡ nào
thì tình cảm của nó cũng không thể sánh với con người được. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì có người vợ sẵn sàng hy sinh thân mình cho ngươi như vậy. Hãy biết trân trọng. Còn ngươi, ngươi cần phải biết thông cảm hơn và dùng tình yêu để cảm hóa nhiều tật xấu của người kia. Đừng hở một chút là bỏ đi. Chính người đã tạo cơ hội cho yêu quái xuất hiện và thay thế người đó. Đây cũng là bài học cho hai người. Hãy chung sống hòa thuận và yêu thương nhau. Nghe không? Chúng con đã biết lỗi rồi ạ. Cảm ơn thần đã chỉ bảo. Mình ơi, từ giờ chúng ta sẽ sống thật tốt nhé. Chuyện chú ếch con. Cảm ơn trận mưa rào đã cuốn ta xuống đây. Kẹt ở đây quá ư là thích. Chẳng bị ai rủ đi học. Thế giới này quá ư bé nhỏ. Học bấy lâu cũng là đủ rồi. Con nhảy vào gầu đi. Con ở đó mà lúc sáng mẹ gọi không thèm trả lời. Thì ra con cố tình trốn dưới đó để không đi học. Về nhà nghỉ ngơi. Rồi sáng mai mẹ đưa đến theo học thầy giáo Cốc. Con không đi đâu. Trong cái đầm này có gì mà con không biết mà phải đi học nữa hả mẹ? Con chưa biết gì nên mới nói như thế đấy. Không cãi mẹ nữa. Từ nay phải chăm chỉ học hành. Nếu không là mẹ đánh đòn. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ về công việc tìm kiếm thức ăn. Mình có cần học ngày nào đâu mà vẫn kiếm được thức ăn đấy thôi. Bây giờ các em cùng tập viết theo thầy nhé. Đi học thật là nhàm chán. Đi chơi mới thích làm sao. Mình cứ đi, một lát mình về. Mẹ không thể biết được đâu. Các bạn cá ơi, cho mình theo với. Cậu lại trốn học đấy à? Học chán lắm. Thầy giáo Cốc toàn dạy những điều cũ rích. Các cậu cho tớ đi chơi với. Được, vậy cậu lại bơi theo bọn tớ đi. Này này, dừng lại đi ít con. Trời ạ, thế mà bạn ấy bảo cái gì cũng biết. Ai đời lại đi nhảy vào miệng cống xả. Cho nước xoáy nó cuốn. Đây là bờ cỏ mẹ hay đi kiếm thức ăn đây mà. Thôi chết, lỡ mà mẹ nhìn thấy mình. Trời ơi, nguy quá. Một con ếch. Trời, con gì mà trông xì xì gớm ghiếc thế này. Nhưng sao con ếch này trông sợ hãi rúm ró thế nhỉ? Phải rồi, nó chỉ là một con ếch ắt con mà thôi. Này chú ếch, đi đâu mà lại tới đây? Cháu bỏ học, cháu chán quá nên cháu đi chơi ạ. Đúng rồi đó, hãy vào trong hang của ta, ở đó tha hồ mà chơi. Trời ạ, ếch bắt được cua. Vậy mà sao nhìn thấy cua con lại sợ hãi rúng rõ đến thế? Sao cơ mẹ? Ếch bắt được cua ư? Con cua có cái càng to thế, dữ tợn như vậy, tại sao nó lại sợ nhà ếch chúng ta? Ếch con, giờ mẹ đã hiểu rồi. Con thường xuyên trốn học đúng không? Bài học về ếch bắt được cua thầy giáo Cốc đã dạy rồi. Tại sao con lại không biết chứ? Mẹ, con... Vậy mà con để lão cua bắt nạt lôi vào hang suýt thì mất mạng rồi. Con thấy chưa, không phải thế giới nhỏ bé như con vẫn tưởng. Không phải điều gì con cũng biết hết được. Nếu con vâng lời mẹ
chăm chỉ học tập thì hôm nay đâu phải sợ hãi đến suýt mất mạng như vậy. Mẹ ơi, con biết rồi. Thế giới không bé tí như khu đầm của chúng ta. Từ nay con sẽ không trốn học nữa đâu ạ. Con hứa với mẹ. Cuộc sống là những chuỗi ngày học hỏi không ngừng. Một người kiêu ngạo cho rằng mình biết tất cả là đang tự hại mình đó. Còn nhớ đừng có quên. Bây giờ đã là 4 giờ 12 phút. Cho tôi 2 vé, một người lớn và trẻ em. Con hãy đọc cho bố nghe tấm biển này viết gì. Thời gian câu cá bắt đầu từ 9 giờ sáng và kết thúc lúc 4 giờ chiều ạ. Tốt lắm. Bây giờ là 13 giờ 30 phút, vậy là bố con mình có 2 giờ 30 phút để câu cá. Đúng rồi con trai, con giỏi lắm. Con hãy ngồi ở tư thế thoải mái nhất nhé. Vâng ạ. Đã 30 phút rồi, sao vẫn không thấy con cá nào cắn câu ba nhỉ? Đừng sốt ruột, câu cá là phải kiên nhẫn con ạ. Ba ơi, đã 3 giờ rưỡi chiều rồi mà vẫn không thấy con cá nào cắn câu là sao? Hay là mồi câu của ba con mình không ngon hả ba? Không phải vậy đâu con, chưa đến lúc thôi. Kiên trì ngồi yên đi con. Ba, chắc hôm nay ba con mình về không rồi. Sắp hết giờ câu rồi mà chưa con nào cắn câu hết. Chịu khó ngồi đến hết giờ xem sao con trai. Ba ơi, cá cắn câu rồi. Giật lên nhanh đi con trai. Nặng lắm, chắc là cá to lắm đấy. Ba giúp con với. Yeah, con cá to quá. Tony, xem mấy giờ rồi con? 4 giờ 10 phút rồi ba ạ. Con yêu, con nhìn đồng hồ xem. Bây giờ đã là 4 giờ 12 rồi. Theo quy định, chỉ có thể được câu đến 4 giờ là phải dừng lại. Vì thế, chúng ta nhất định phải đem con cá này thả nó xuống sông thôi. Thế, nhưng lúc mà chúng ta câu được, vẫn còn chưa đến 4 giờ mà ba. Cho nên con cá này chúng ta vẫn có thể mang về nhà mà. Quy định chỉ có thể câu đến 4 giờ, chúng ta không thể vi phạm quy định được. Cho dù lúc con cá này mắc câu là trước 4 giờ đi nữa, thì khi chúng ta câu lên cũng đã là quá 4 giờ rồi. Cho nên bắt buộc phải thả nó đi. Ba ơi, đây là lần đầu tiên, mà cũng là lần đầu tiên con câu được con cá to như vậy. Mẹ nhất định sẽ rất vui. Ở đây lại không có ai nhìn thấy. Ba cho con mang nó về được không ba? Không thể, vì không có ai nhìn thấy là nói có thể mang về nhà được. Con đừng quên rằng, mọi chúng ta đang làm gì, có một vị thần đang nhìn, và thần biết hết chúng ta làm những gì. Con trai, hãy nhớ bài học ngày hôm nay, hãy luôn trung thực, con sẽ không bao giờ phải hổ thẹn với lòng mình. Vâng, con nhớ rồi ạ. Mười năm sau. Văn phòng luật sư Sọt Hamilton đây rồi. Vâng, như vậy nhé. Bà cứ chuẩn bị đầy đủ giấy tờ rồi mang đến cho tôi. Vâng, cảm ơn luật sư ạ. Chào luật sư. Xin mời người tiếp theo. Xin chào luật sư. Tôi có thể giúp gì cho ông? Tôi bị người hàng xóm chiếm mất một phần đất của nhà tôi. Tôi muốn kiện ông ta. Thưa ông, trước khi chúng ta bắt đầu vụ kiện này, tôi phải nói với ông điều này. Đó là nếu như tôi phát hiện ra ông có che giấu tình tiết vụ án hoặc là không thành thật, tôi sẽ lập tức từ chối biện hộ cho ông. Tôi không có cách nào giúp giải oan cho người không thành thật.
Bởi vì như vậy là vi phạm nguyên tắc lương tri của tôi. Tôi sẽ trả giá cao cho ông mà. Tôi sẽ không quan tâm đến giá cả nếu như thân chủ của tôi không cam kết những lời khai của họ hoàn toàn trung thực. Tôi muốn có thời gian chuẩn bị kỹ hơn về vụ kiện này. Tôi xin phép về. Xin mời người tiếp theo. Đó là câu chuyện thật của vị luật sư nổi tiếng người Mỹ George Hamilton. Bây giờ là 4 giờ 12 phút rồi. Chính câu nói nghiêm khắc của một người cha đã tạo nên một vị luật sư của chính nghĩa. Một nửa chiếc bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật không còn là sự thật. Ổ khóa và chìa khóa. Còn sớm đã phải dậy rồi, rõ là. Chào anh kia, hôm nay anh dậy sớm thế. Ông chủ dậy sớm thì tôi cũng theo thôi. Thôi, tôi đi đây. Quậy chào nhé. Ổ khóa sướng thật, ngủ lúc nào thì ngủ, không ai làm phiền cả. Chả bù cho mình, ngày nào cũng phải dậy từ sáng sớm. Rồi cả ngày lẻo đẻo theo chủ đi khắp mọi nơi, mãi khuya mới được về. Được nghỉ ngơi một chút cũng khó. Đúng là càng quan trọng thì càng vất vả mà. Tranh thủ ngủ lấy một giấc vậy, đêm qua ngủ thiếu giấc mệt quá. Nguy hiểm. Anh không sao chứ? May quá, tài liệu bên trong vẫn không sao. Hả? Chìa khóa nhà bị cong rồi, thế này phải đem sửa thôi. Chìa khóa của anh sửa xong rồi. Cảm ơn anh. Đau quá. Trời ơi, sao số tôi lại khổ thế này? Sao lại thế này? Nhanh lên, sao lâu thế? Chịu thôi, ổ khóa này làm sao ấy? Tưởng đơn giản mà không tài nào mở được. Hả? Bao nhiêu công chuẩn bị lại công cốc vì cái khóa này. Đi thôi. Thế là thoát một vụ trộm. Thật là may vì mình đã chọn đúng loại khóa đặc biệt. Ổ khóa này bày tuyệt vời lắm. Mới có thế mà ổ khóa đã được ông chủ khen rồi. Mình cả ngày đau đớn, mệt mỏi như vậy thì lại chẳng được quan tâm chút nào. Thật là bất công quá. Ước gì mình cũng được sống an nhàn, sung sướng như ổ khóa. À ha, phải rồi. Ủa? Cái chìa khóa đâu mất rồi? Mình vẫn để ở đây cơ mà. Alo, anh lại giúp tôi với. Vậy là hôm nay được nghỉ ngơi rồi. Hả? Chuyện gì vậy? Ủa? Thì ra mày ở đây sao? Giờ thì mày còn ý nghĩa gì nữa đâu. Thế là thế nào? Sao ông chủ lại ném tôi đi? Tại anh cả đấy. Tại anh đột nhiên biến mất, làm ông chủ không khóa được cửa, nên thuê người đến phá tôi. Và thay vào một ổ khóa mới. Tôi vô dụng rồi, thì anh cũng vậy thôi. Thật sao? Tôi thật không ngờ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!